Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã bước sang năm thứ 6. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, cuộc vận động ngày càng được đông đảo người dân hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, đó là mua và tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước. Xu hướng sử dụng hàng Việt Nam của người tiêu dùng đã tăng cao, nhất là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Kết quả này là sự cố gắng của nhiều cơ quan ban ngành, trong đó có hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam. Là một tổ chức dù mới đi vào hoạt động, nhưng Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam VAWI đã có nhiều chương trình đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn để gắn kết các hội viên. Các chương trình hoạt động gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp cùng với Hiệp hội Hàng tiêu dùng Việt Nam VACOD tổ chức hội nghị kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm thương hiệu Việt Nam thuộc chương trình tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam bền vững, nhằm đẩy mạnh hoạt động liên kết các vùng miền, trao đổi hợp tác tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã kết hợp với các cái hiệp hội ngành hàng cũng như là các cái địa phương để kết nối các hàng hóa trong hiệp hội, của hàng hóa của các chị trong hiệp hội với các doanh nghiệp của các hiệp hội khác. Và bên cạnh đó thì Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam cũng phối hợp với các sở công thương để tham gia vào các cái chương trình kết nối cung cầu tại các địa phương. Chương trình này chúng tôi thấy là rất là khả quan. Thứ nhất là cái số lượng các doanh nghiệp nữ tham gia rất đông. Thứ hai nữa là các cái chương trình đó là các chị em tự nguyện thôi, cùng nhau đi và được sự hỗ trợ của các địa phương, rồi các hiệp hội, cho nên là cái sự tham gia vào cuộc rất là đông và cái kết quả của các cái chuyến hàng đó đều là tiêu thụ được rất là nhiều. Nằm trong hoạt động kết nối các doanh nghiệp để phát triển thị trường trong nước của Hiệp hội Nữ Doanh nhân, gần đây hội nghị giao thương giữa các doanh nghiệp Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên và Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Habro đã thu hút hơn 60 nữ doanh nhân thuộc Hội Nữ Doanh nhân nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên. Tại đây, các nữ doanh nhân giới thiệu những sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp thuộc nhiều ngành hàng như lương thực, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, may mặc, gốm sứ. Đây là những mặt hàng có thế mạnh tiêu thụ tại thị trường trong nước. Những buổi giao thương trực tiếp là dịp để nhà phân phối tiếp cận các doanh nghiệp sản xuất của các địa phương, tìm hiểu cơ hội hợp tác, hợp đồng mua bán, góp phần đa dạng hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất nắm bắt thông tin về phương thức kinh doanh, chính sách nhập hàng của nhà phân phối, đặc biệt là yêu cầu về hàng hóa chất lượng sản phẩm. Hội nghị giao thương hôm nay thì gồm có các doanh nghiệp Hà Nội, doanh nghiệp của Bắc Giang và doanh nghiệp của Thái Nguyên. Ở hôm nay chúng tôi đều tổ chức hội nghị giao thương tại đây cùng với Habro. Thì mong muốn của các doanh nghiệp là làm thế nào mà Habro có những cái chính sách rất là tốt, phù hợp để cho các doanh nghiệp đưa hàng được vào hệ thống siêu thị của Habro. Là hôm nay là hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp nữ Hà Nội và các doanh nghiệp nữ ở Bắc Giang và tỉnh Thái Nguyên. Thế thì qua một cái cuộc giao lưu thương mại, giao thương như thế này thì có rất nhiều tác dụng đối với nữ doanh nhân của ba hiệp hội, và nhất là tỉnh Bắc Giang hiện nay. Thì đây là cũng là chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước là ưu tiên cho người Việt Nam tiêu dùng hàng của Việt Nam. Thế thì đối với hội nữ doanh nhân của chúng tôi tại tỉnh Bắc Giang thì chúng tôi cũng đề ra kế hoạch từ đầu năm là chúng tôi sẽ liên tục có những cái cuộc giao thương giữa các tỉnh. Trong thời gian vừa qua, các chương trình xúc tiến thương mại kết nối giao thương do Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp với nhiều cơ quan, ban ngành triển khai đã trở thành chiếc cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, hội viên quảng bá sản phẩm, tìm hiểu được thị hiếu và nhu cầu của khách hàng, để từ đó đưa ra những chiến lược mới phát triển phù hợp với xu thế của thị trường. Đồng thời, các hoạt động kết nối giao thương cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, góp phần tích cực thực hiện thành công của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.